em yếu mà em không mua máy tính đi. Em xin cô mua cho em rồi, em làm có tiền mà mua. Em xin cô mua cho em, cô mua chưa? Cô bảo là cô chưa ship. Mày xin lúc nào? Lúc đấy tao tỉnh táo. Em có tin nhắn, cô bảo là thay vì cô mua mọi quà mọi người, từ chuyến đi chung của cô thì cô sẽ mua máy tính cho em. Cô đi Trung Quốc phải lâu chưa? Lâu lắm rồi cô. Cô sống tồi tệ thế à? Đúng. Trong lúc từ giờ đến mai mà không có máy tính em làm trên máy này thì hiệu suất lao động của tốt không? Hiệu suất lao động bình thường là 100% thì với cái máy này em chỉ làm được 30%. 30% trên 100% hiệu suất lao động. Vâng ạ, thế em phải gặp lại nữa. Thế thì em nhận 30% lương thôi nhá. Cô phải là 130% nữa. Nếu nào mà sao nó làm được có 30% hiệu suất lao động mà nó lại đòi 130% lương là sao? Tại em nhận cơ bằng lại. Đi làm lại là do nó ngu mà. Máy là của ai? Của em. Chúng mày đã học về tính chất mắc cầu chưa? Người làm sao của trên bao làm vậy, người ngu thì máy nó mới ngu chứ. Nhưng mà vì nó làm cho cô. Ui.